trong những năm vừa qua trên địa bàn huyện Chư Sê nói chung và trên địa bàn thị trấn Chư Sê nói riêng đã xuất hiện một nghề mới, đó là nghề dẫn dụ và nuôi chim yến. Thì qua một thời gian dài trong công tác quản lý thì chúng tôi cũng đã bám sát vào thông tư 35 về quy định tạm thời nuôi chim yến, và gần đây thì chúng ta đang thực hiện theo cái luật chăn nuôi và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Qua công tác quản lý trên địa bàn thì chúng tôi thấy hiện nay đa số các cái nhà yến đều có cái sự tồn tại từ trước, và đặc biệt là sau khi có cái nghị quyết 127 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thì chúng tôi đã bám sát vào nghị quyết để có cái định hướng giúp cho bà con nhân dân tránh đầu tư số tiền lớn và bị thất thoát. Chính vì vậy, hiện nay trên địa bàn của huyện và trên địa bàn thị trấn cơ bản đã kiểm soát được tình hình xây cất nhà để nuôi chim yến. Và cho đến thời điểm hiện nay, một bộ phận lớn những nhà yến xây dựng từ những cái năm 2014-15 đến nay đã thu hoạch rất nhiều. Điển hình như nhà anh Phạm Tiến Dũng ở tổ dân phố 3 là một trong những cái nhà yến hiện nay chúng tôi đánh giá là thành công nhất trên địa bàn huyện Chư Sê, đã đem lại cái nguồn thu tương đối lớn cho bản thân gia đình, đồng thời cũng đã góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho các em các cháu là lao động ở địa phương. Bên cạnh đó cũng có một số những cái bất cập, ví dụ như nhân dân có ý kiến về việc tiếng ồn và băn khoăn về việc ô nhiễm khi phân chim rơi rác trên các mái nhà, thì chúng tôi cũng đã thực hiện cho các gia đình nuôi chim yến lấy mẫu mang đi để kiểm định theo đúng định kỳ quy định. Và chúng tôi cũng có khuyến cáo, đồng thời tuyên truyền vận động bà con nhân dân là kiểm tra về tình hình âm thanh của gia đình thường xuyên bằng chế độ cài đặt tự động. Khi vượt quá 70 decibel thì sẽ tự ngắt. Chính vì vậy trên thời gian này thì về lượng tiếng ồn âm thanh chúng tôi đã kiểm soát được. Thì trong thời gian tới, để quản lý tốt tình hình nuôi chim yến và giúp cho các hộ nuôi chim yến có thể trở thành một cái nghề thế mạnh của địa bàn huyện Chư Sê nói chung và thị trấn Chư Sê nói riêng, thì chúng tôi đang tập trung vào 4 nhóm giải pháp. Nhóm thứ nhất, rà soát toàn bộ lại những nhà yến đã xây dựng từ trước khi nghị quyết 127 ra đời. Cái thứ hai, rà soát đối với những nhà yến mà xây dựng giao thời chuyển tiếp giữa nghị quyết 127 đã có, nhưng những ngôi nhà này thì chưa làm xong. Vậy thì cái bài toán là phải làm như thế nào đối với những ngôi nhà này. Cái thứ ba là chúng tôi quan tâm đến việc định hướng cho bà con nhân dân nuôi chim yến có cái ý thức tự giác trong việc phòng chống các bệnh dịch, nhất là bệnh dịch xảy ra trên đàn chim yến. Cái thứ tư chúng tôi quan tâm đến đó là hình thành một nghề chính thức, đó là nghề dẫn dụ, nuôi, khai thác, chế biến tổ yến, để từ đó góp phần xây dựng một thương hiệu yến xào Chư Sê của chúng ta trở thành một thương hiệu mạnh, có tiếng tăm trên không những thị trường trong nước mà sẽ vươn ra cái thị trường nước ngoài. Từ đó góp phần quản lý định hướng được hoạt động nuôi chim yến một cách bài bản đúng quy định của luật chăn nuôi và nghị quyết 127 của Hội đồng nhân tỉnh. Đồng thời cũng mở ra những cái ngành nghề để tạo điều kiện cho các em các cháu là người lao động tại chỗ có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập cao, và đồng thời cũng góp phần để xây dựng được cái thương hiệu này nó trở thành một trong những thương hiệu mạnh thay thế cho thương hiệu hồ tiêu Chư Sê của chúng ta đã một thời gian bị mai một. Chính vì vậy rất mong các hộ gia đình chăn nuôi chim yến nói riêng và toàn thể bà con nhân dân, nếu đang có ý định muốn đầu tư thì bà con nên tham khảo kỹ luật chăn nuôi và đồng thời tham khảo kỹ thực hiện đúng các quy định của nghị quyết 127 Hội đồng nhân tỉnh và các quy định của Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Sê, và chúc tất cả bà con trong ngành yến của chúng ta sẽ có một môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi. Nhưng bên cạnh đó cũng mong các cơ quan chức năng nên sớm vào cuộc để xử lý cái tình trạng săn bắt chim yến. Thì hiện nay bà con vấp phải tình trạng này là rất là nguy hại. Cho nên là chúng tôi cũng thiết tha mong rằng chúng ta sẽ vào cuộc đồng lòng
từ cơ quan quản lý nhà nước, từ những người chăn nuôi và từ những nhà khoa học để chúng ta tạo nên một cái môi trường kinh doanh lành mạnh, ra những sản phẩm đặc biệt tốt trên địa bàn, góp phần đưa cái tiếng nói và các sản phẩm của huyện Chư Sê của chúng ta sánh ngang tầm với các thương hiệu mạnh của các địa phương khác. Và chúc bà con luôn luôn mạnh khỏe và đàn yến của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh trên đất Chư Sê thân yêu.